Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 mới đây đã mở một đại siêu thị trên đại lộ Champs-Élysées dành cho Olympic và Paralympic Paris. Đại siêu thị này hoạt động hàng ngày từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9, từ lúc 10 giờ sáng cho đến lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương. Một đội ngũ gồm 250 nhân viên sẽ hỗ trợ khoảng 10.000 lượt khách hàng mỗi ngày. Với diện tích khoảng 1.000 m2, đại siêu thị này cung cấp khoảng 1.000 sản phẩm chính thức, bao gồm các loại áo phông, linh vật, mũ lưỡi chai và đồ chơi. Paris đang tràn ngập không khí sôi động của Thế vận hội. Chúng tôi thấy rằng mọi người cũng cảm nhận đầy đủ không khí này. Chúng tôi nói về thể thao ở khắp nơi. Chúng tôi cảm thấy rất năng động và thực sự, ngay cả ở đây, mọi người đều hoàn toàn tham gia vào sự kiện này. Cũng theo Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024, các mặt hàng trong đại siêu thị này rất phong phú, có giá từ 5 euro như bút, vòng đeo tay và sổ ghi chép cho đến những món đồ trị giá 800 euro để mua các con thú nhồi bông cỡ lớn được sản xuất tại Pháp. Trong không khí vui tươi của Euro 2024, một tình nguyện viên đã thể hiện tài năng xuất chúng trong việc giữ thăng bằng khi một lúc để 9 vại bia trên đầu mà không hề bị rớt đổ. Sự có mặt của anh đã góp phần làm không khí của Euro thêm phần sôi động. Với 9 vại bia xếp trên đầu, anh Mohamed Albanawe được mệnh danh là bậc thầy về thăng bằng tại Euro 2024 ở Đức. Anh đã cùng một lúc vừa xếp lần lượt 9 vại bia lên đầu, vừa giữ thăng bằng và vẫn đi lại bình thường mà không bị rơi đổ. Mohamed Albanawe cũng từng tạo nên dấu ấn với tài năng đặc biệt này của mình trong các trận đấu của câu lạc bộ Schalke 04 mà anh yêu thích. Tôi từng đi cùng một người ngồi xe lăn đến xem trận đấu của Schalke. Khi anh ấy cầm bia lên, anh ấy thường làm đổ. Thế là tôi phải dùng một tay cầm bia, một tay đẩy xe lăn. Rồi tôi nảy ra ý tưởng là thử đặt vại bia lên đầu để dành tay đẩy xe lăn. Và mọi người thấy rất vui. Từ đó trở đi, tôi luôn làm điều đó trong các trận đấu bóng đá hoặc các bữa tiệc. Bởi vì việc tôi giữ thăng bằng các cốc bia ở trên đầu mang lại rất nhiều niềm vui cho những người xung quanh. Albanawe không chỉ đứng yên sau khi các vại bia đã được xếp xong, anh còn vừa giữ thăng bằng vừa đi vòng quanh đám đông và đùa giỡn với mọi người, trong khi 9 vại bia vẫn yên vị trên đầu. Các vũ công ba lê trẻ ở Anh mới đây đã có buổi biểu diễn dọc bờ sông Thames nhằm khơi dậy nhận thức và truyền cảm hứng về những nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Buổi biểu diễn có sự góp mặt của các vũ công đến từ trường múa ba lê trung tâm London. Đây là một phần của tuần lễ hành động vì khí hậu của thủ đô London diễn ra đến ngày 30 tháng 6. Theo ban tổ chức, mục đích của chương trình là nêu cao nhận thức và hành động của mỗi cá nhân trong việc tham gia giải quyết khủng hoảng về khí hậu. Thật thú vị khi biểu diễn nghệ thuật trong một khung cảnh khác, một môi trường khác và xem nó tác động như thế nào, tương tác ra sao với khán giả, những người qua đường. Và tôi nghĩ, việc biểu diễn một tiết mục nghệ thuật bên bờ sông giữa khung cảnh thành phố thực sự là một cách khá thơ mộng để truyền đi thông điệp về những vấn đề mà chúng ta đang nói đến. Đây là sân khấu mới nhất trong chiến dịch mang tên Hiện thực hóa hy vọng Performing Hope của Climate Base Camp, một tổ chức gồm các chuyên gia, nhà hoạt động về khí hậu, được ra mắt tại Davos vào tháng 1 năm nay. Trước đó, chiến dịch này đã mang lại dấu ấn với các buổi biểu diễn violoncello và ba lê giữa quang cảnh sông băng ở Thụy Sĩ. That was extraordinary. Vẻ đẹp của thiên nhiên của dòng sông giữa một trong những thành phố lớn nhất thế giới, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một tiết mục nghệ thuật phi thường. Quá nhiều cảm xúc khiến tôi không thể diễn tả thành lời.